chương trình chúng ta sẽ trở lại với không gian nghệ thuật mừng lễ truyền thống năm nay của quê nhà phường Thị Cầu. Xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng đọng trong những ca từ ngọt ngào của những làn điệu tài tử cải lương Việt Nam. Và xin giới thiệu với quý vị phần biểu diễn của cặp đôi vàng cải lương Việt Nam, cặp nghệ sĩ được yêu mến nhất màn ảnh nhỏ, tiếng hát nghệ sĩ Trung Tử Long và nghệ sĩ Hồng Hạnh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ khách mời nhà thân thương và nhà giàu nhất, ai ai giúp cô thắng phải không? Thắng nè. Đâu đây? Cái hội là phát quà cho em luôn. Tôi đi phát quà. Ai mời? Để đi chơi mở ngọc anh. Hà mời. Chị Hà mời em à? Hà mời. Giờ mình đi chung rồi. Đi chung rồi bác. Hồi nãy giờ có lãnh quà chưa? Có lãnh quà. Thì sao? Hỏi tim nào có đôi? Vậy đó.
hơn rất nhiều. Chính ca quá, mới vừa chuẩn bị ca các bên đây chọn vô.